tay vào công việc đúng 18 giờ 30 hàng ngày, luôn luôn năm luôn chuyển ga tại chuyển ga tại phòng xe que nên tôi quá quận 11, quận 3 với cái nát luôn luôn năm từ ngày đến chương trình sẽ luôn nữa. Xin chân trọng kính mời và chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào đêm ngày mai. Xin chú đề tập tên Lê Trờ Phan Ba Tư. Em nói màu vàng là màu vàng gì? Đây là màu vàng nhờ. Hồi nãy em không nói màu vàng nhờ, em nói màu vàng gì? Màu tao đứng ở đây nói chuyện với mày. Màu vàng gì? Nào nãy nói gì? Tự nhiên nắm tay em nó nói màu vàng của chị giống như màu vỡ. Màu vàng gì? Màu vàng nhờ. Mình là hoa hậu mà ăn nói gì đó hả? Màu vàng ư, nó nói gì đó. Dọc đèn mà. Màu vàng gì? Dạ, có bao nhiêu người nói là đây là cái màu vàng cứt. Trời ơi, con hoa hậu nó ăn nói vậy trời ơi. Xin chào mọi người, thì bây giờ là cuối ngày cánh hát Loto Hương Nam nha mọi người. Đó, bây giờ thì mọi người đã bắt đầu dọn dẹp rồi, đi về rồi nè cả nhà. Bây giờ là cũng 11 giờ rưỡi rồi đó cả nhà. Những ngày trong tuần đó thì gánh hát Loto Hương Nam có thể up sớm nha cả nhà. Tới đây cũng hấp hai lần hết sao vậy? Đúng rồi. Tại vì là nhiều khi hết nhang á, hiểu không? Mình phải thầm thấy ví dụ trống, ví dụ có nhang thì mình khỏi hấp thì xá cũng được. Còn này thì trống quá thì mình hấp hấp cho lúc nào cũng có hương. Cho ấm cúng. Cho cái chỗ của ngày nữa lúc nào cũng có mùi hương thơm. Trang nghiêm thanh tịnh các bạn. Cho ngày độ cho trầm sen, mưa thuận gió hòa, được bình an. Cho các tiểu thương buôn bán thuận lợi, cho Hương Nam rộng đông khách đó. Rồi cho cái quầy cá viên chiên của em á, phát như diều gặp gió. Đó, bán ù khách vô đông đúc luôn. Dạ, ngày phù hộ sẽ trong bình an, cái dịch bệnh tiêu tan đi, có bệnh nữa. Cho tất cả những người thân thương của mình hấp nhang đó anh đi cướp điện em.
Trời ơi anh cúp điện em rồi sao em được? Không có được, đừng có cúp điện em. Trời ơi cúp điện em. Đó, cầu cho tất cả những người thân thương của Bội Nhi lúc nào cũng sẽ gặp được may mắn, mạnh khỏe, cho dịch bệnh không có vô những cái người thân thương của Nhi. Đó, những cô chú anh chị xem clip rồi đó. Mọi người xem clip nhớ like và subscribe nha quý vị nha. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Nè, tối em đợi gì mà bự quá vậy Nhi? Trời ơi, hai đôi guốc, cao dài, với bộ đồ, quần sọt đó, nãy mặc qua đó. Ba cô cái đăng 26-14. Rồi, hôm nay ba cô cái đăng 26-14. Này, 58 cô cái đăng 26-14. Ok. Được rồi hết nha, 58 cô cái đăng 26-14. Ok. Rồi, bây giờ có một con ba tóc nhiều nữa. Rồi. 58, 45, 56, 14. Ok. Rồi, còn ai không ạ? À? Có một cái chiếc đó cả. Và bò luôn anh trai, em cứ đợi em nha. Dạ. Rồi, bây giờ em sẽ đợi cho gia đình mình nha. Rồi, bây giờ mình điểm thật đấy, tính luôn cháu này. Dạ, cho em mượn nha. Rồi, 58, 45, 26, 14. Ok. Rồi, mình bắt một con như vậy ạ. Chính chương nhân độc giải ạ. À, chính chương nhân độc giải thì bây giờ tăng phẩm là một con bao lì xì 1 triệu đồng. Bây giờ quay lập cầu 1 triệu. À, 1 triệu đồng. 9 người bây giờ quay hay là chi điều mình chi điều thì người có 4 là bây giờ quay ha. Ai phải quay em ơi, xuống quay có tính người quay rồi đấy nè. Dạ, quay số anh làm giảm đúng là xin lỗi nha. Dạ, anh làm giảm đi nhìn cái số của anh là số lớn thì sao. Dạ, cứ bự số của bự 35 nha, đừng qua. Anh hùng nó vào 34. Rồi anh được về nha. Rồi về cái nơi sớm đi anh. Ngày mai nó có điện gì? Anh 42. Về anh nó chán nha. Đừng ra về rồi đó. Về vợ, về bắt nó phụ vợ đến mùa quến nha. Dạ, cô gái số 2. Rồi, ok. 20. Dạ. Rồi 27. Dạ. Rồi con chị hả? Con chị đó có hai cháu hả? Dạ yeah, hơn quá 11. Rồi con đi thấy con ơi, trời ơi con nào hết cầu thang vì đi cầu thang mà không chưa bị như vậy chết. Trời ơi. Ah yeah, người lớn số ngày hôm nay 11. Rồi bây giờ còn một chủ nhân cuối cùng, anh lại số nãy nhiêu? 42. 42 má. 49. Dạ, yeah. Vậy là anh trai có nhiều thì được một cái bao lì xì giá 10 triệu đồng. Dạ, yeah, cảm ơn gia đình mình đã luôn đồng hành với lời luôn nha. Và